Quan tâm được không? tôm này sống ngon chứ, nhưng mà 20 mấy đồng á, 28 đồng á, một thau á. Đúng rồi. Ok, action. Con còn nhỏ lắm nên bự ghê trời. Lấy dĩa bỏ này vô Tùng ơi. Lấy dĩa ra đây. Ăn trống hả? Dĩa này hai được không? Chế dĩa kia. Không biết. Dĩa ra dĩa đã bỏ đá được không? Chế. Chết đi. Dĩa lá cái okay, dĩa lá đi, dĩa lá đi. Dĩa nào thì dĩa lá. Cùng chung trăm. Chế biến. Được không? Chế biến. Được. Ồ cái đầu luộc này hả? Tôm tôm sọc bên này không có. Tôm đỏ nè. Trong trong số ăn cháo kìa. Tôm mà tôm càn. Càn múm á. Càn múm mà Việt Nam kìa. Càn múm á. Là món này ba bốn người làm các bạn. Em nghĩ là lấy cái bịch cộng ra xong rồi tay đập ra cái vỏ nó ra lột nó lông luôn. Dính chồng. Cái bịch đó mình đi chợ đó. Đang lột tỏi các bạn. Hả? Ba bốn trái thôi. Ba. Hả? Ba trái thôi. Ba trái cho tôm. Bao cái là bảy trái phải không? Bốn trái đây, bốn trái đây. Ăn đâu mà thử. Ăn cay chị con biết. Có phải rượu vô không? Qua vô chút xíu không? Ăn à, được con tôm sống con cũng vất vả chứ bộ đó nè. Mệt chứ. Cái này phải đừng mặn quá ha. Mặn. Nhưng mà nó làm thổi dày thấy. Thổi nhiều á, càng nhiều càng ngon. Phải, nó mắc tiêu quá rồi. Nó không có đẹp không? Không biết nó còn mùi tỏi không? Không tỏi. Vì nó xấu nó không đẹp mà ngon á. Trời ơi. Muốn xay vậy là phải để nếm thử coi chắc phải thêm tí nước mắm nữa rồi. Rồi về chát vô tờ ha. Chua. Thành nếm thử coi bảo đảm cho bạn thêm tí nước mắm. Có chứ, có chứ, phải nếm cho đi. Rồi sao nói cái kiến ơi được chưa? Hay học ha. Tôi nhăn mặt quá. Hơi chua. Ok chưa? Ok. Thiếu thiếu nước mắm nhìn nhìn rót nó ít quá. Thiếu nước mắm mà. Ồ, chưa dư này khỏi. Quá trời. Đúng rồi. Không rồi, đúng rồi đó. Giờ các tôi ngửi tôi biết thằng nhà được rồi.
Hồi xưa bắt quán ăn nên dành á. Dạ. Liều lượng nên nó biết rồi. Cái tỏi này với ớt này nó băm là ngon lắm á, nó làm ừ, giống như giống, thấy nó hay hơn giống như nước cha. À, đẹp nên xay giống như ăn rồi. Cháo rồi mình. Thấy rồi hết, hết 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 nước mắm luôn. Lại có ớt quá mà phải làm ớt nhiều. Mày chắc cay mới ngon nữa. Ok, mình làm kiểu Thái Lan các bạn. Bây giờ mình không ăn kiểu Việt, mình ăn kiểu Thái Lan nha. Là kiểu Thái Lan nha, đáng lẽ là tỏi với ớt á, kêu nó bầm, nó làm biến, bỏ vô nó xay. Giờ nó thành cháo luôn rồi, thành bột em bé mà. Nó xay thành bột em bé. Nhưng mà cái vị ngon. Rồi, ok, bây giờ mình... Thôi, Trang chấm. Trang à. Để nó làm. Ồ vậy hả? Nó mà cầu kỳ vậy ta, còn bỏ tự động á hả? Bỏ tí ra, bỏ tí ra. Coi nữa. Đó là sống mà. Cho nó giòn. Đây không? Đây lại đây. Có nước dừa bỏ vô. Bỏ maximum hay là bỏ nhạy riêu riêu? Mát luôn. Nhà đủ thứ ăn mà hút mà. Đây rồi. Cái này là phóng biểu diễn không đấy nha. Biểu diễn phe anh. Đó, đèn đút lên sát chân luôn á. Hút mạnh chứ á. Có rồi, 300. Rồi à. Về anh Giang sẽ hấp một phép. Rồi, khi nào hết đây rồi thì đi. Không, còn em chưa đi. Cho nó cuối năm rồi. Không, chúng cái 300 mình tính cho được 6 tuần thôi. Từ giữa chỉ này hết rồi. Mấy con là 6 tuần. Đang đợi thì nó cho nữa, không biết. Nếu nó cho nữa hay sao? Còn ngàn hai nữa mới còn nữa chứ bộ. Ờ, sắp sửa có nữa rồi. Còn ngàn hai nữa rồi. Ngàn hai đợt hai mà. Đây đó, thôi. Có hả? Dạ. Cái tô ấy, có cái ca rồi đợt cái đá ấy ha. Đá. À. Quê không bỏ bia vô làm nha. Ờ, mở mấy chai bia luôn. Một 738 em ơi các bạn. Vậy gu đây, đúng gu đấy. Rồi, kế soda cho. Rồi, ok, để đây, xay kêu. Rồi, nữa. Lấy tiền. Lấy. Ok, rồi, rồi cuối tuần anh em gặp nha. Rồi, ok, vui vẻ. Đó, ok. Lâu quá rồi không có nhậu nha. Đó, rồi, lâu rồi. Khả năng đúng á. Bệnh gì giật quá. Ừ. 14 tháng 3 tới giờ. Lâu quá. Wow, ngọt quá. Cái này là sao vô cho mấy cái này vậy? Hả? Thương mi mà cho mi này à? Ủa vậy hả? Chân hả? Ờ, không thích ăn ở chỗ mình tự tôm sống nè, này tôm sống kiểu Thái Lan nha các bạn. Phải cho hai cái đó. Ăn cái nó màu đỏ, không phải là ấy nha, không phải là cái chín nha. Nó màu đỏ nha. Ăn đi, nó ăn thử dặm thử miếng đi. Không quen hả? Cho mình thử. Ôi trời ơi, cay quá. Cay quá, người nào chê em xả tôi hưởng sai. Cam chưa? Cay. Nhưng mà ăn tốt không vấn đề gì. Tốt, không vấn đề gì. Không vấn đề gì là ăn được rồi. Ủa, tụi không ăn hả đâu? Người nào mà ít ăn cay là ăn được cái nhân tâm. Ngon chứ, anh em ngon chứ, mà cay quá. Ngon khỉ, cay khỉ gì mày? Mày... Nè, coi Tùng ăn kìa. Cũng nó bỏ 7 trái, tụi nó bỏ 3 trái thôi. Cái mình thỉnh ăn luôn. Thấy sao Tùng? Ngon không? Ngon quá trời. Thiệt không? Cay không? Ngon. Thè thè. Ngon cay. Đúng rồi, thè thè thôi. Không ăn cay được. Cứ nói cay, cay cái thật nó hơi cay để tôi ăn. Ông thật toàn ông nổi luôn. Anh này muốn lột lửa luôn thiệt á. Cay á. Đừng đồng bỏ cái mấy bữa đồng bỏ biết không? Cái tụi bay. Ủa Thái Lan bắp cải gì bắp cải mà bẹ xanh à? Cải cứng cứng hả? Nó cắt ra. Ăn trong miền Tết hả? Không ăn cải, lấy cải cho. Cải
này nữa. Nó chưa đủ cay. Cũng dành món mới ngon. Chưa đủ cay. Ngon chứ không ngon. Sao? Cho cảm nghĩ coi. Ngon quá không? Trong Thái Lan làm kiểu Mỹ. Ok rồi.